Ôi ôi con cúm chà bá luôn. Ôi ui. Chút xíu là nó kẹp má nhìn nóng da rồi. Đây nè. Ngồi xem cúm nè. Khủng lột. Trời ơi. Đây nè. Má ơi. Trời ba kia nè. Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình được tự do rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay clip săn bắt. Thì hôm nay có nước cạn chiều nè, mình đi xuống cái cống này nè. Đó, mình kiếm cái gì mình coi cua hay là cúm hay là tôm cá gì đó, mình có gì mình bắt đó để về ăn cơm. Thì chung mùa dịch này ai cũng khổ hết. Thì những người có tiền thì những người có tiền thì người ta đỡ hơn. Còn như mình thì nói chung là bữa nào là xào bữa đó, nó cũng hơi vất vả. Cho nên sẵn là mình đi quay đó, coi có gì sẽ đăng cho mọi người xem luôn. Thì trong hai mươi mấy ngày thì mình cũng không có ra clip được, tại vì mình đang cách ly, không có dám đi, đi ra là bị phạt chết luôn á. Thì bây giờ cũng vậy, giờ đang chỉ thị 16 và 12 đó, đi ra đường phải có lý do. Thì mình đi trong vòng vòng già thôi, bây giờ chỗ nào cũng có chốt hết, mình đi ra phải có giấy thông hành, giờ phải có giấy, phải có lý do nữa, thì mình không dám đi xa nữa, chỉ đi vòng vòng sớm nè. Ở đây là đây chừng vài trăm mét à. Thì mình đang đặt mấy cái giớn, mình mới vừa xuống hai cái giớn là bị chỉ thị 16 và cách ly luôn tới nay luôn. Hai cái giớn mới chát luôn, mà giớn mới thì rắn nó chạy dữ lắm, với đợi thêm mấy cái 150 mét lưới rắn nữa, mình mua cũng mấy trăm ngàn nữa, cũng chưa bắt được con nào luôn. Thì nó nằm ở phạm vi xã khác, giờ thì xa nữa, mình không dám đi, đi ra bị phạt chết. Thì mình dán đợi hết chỉ thị 16 này mình sẽ đi thăm mấy cái giớn, không biết còn không. Cái giớn chắc mình nghĩ bị lấy quá. Thì cái giớn á, những người ta đi chích điện là thấy là ta lụm liền. Thì hy vọng thì chỉ còn một cái hai cái để mình kiếm cá này ăn nha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ đi xuống đây mình mò, coi có gì quay cho mọi người xem nha. Ở đây có một cái cống, mình xuống cái cống này nè, mình kiếm coi có tôm là cá cháp, cá ngát gì không, có gì làm bắt đó. Mấy cái kẹt này nè, hình như nó có cúm nữa nha. Này giống cái hàng cúm vậy ta. Này hàng cúm nè. Ôi, này hàng cúm chắc rồi. Nhiều cái cua không chừng nữa. Hồi nãy mình quên đem cái cây sắt thôi ta. Cây sắt thôi tới mình móc nó dễ. Cái hàng này nó mới quá trời, chắc có cúm quá. Sâu quá, đổi tay lại. Trời ơi, nó đi ra ngoài rồi má ơi, đủ. Trời ơi, tao đây nó cùng rồi. Ôi đủ dữ trời. Rồi dưới đây có cúm à. Nè đây có hang nữa nè. Cúm ngon hơn. Ôi, ở đây nó có ngách độc quách trời luôn. Ở đây những cái có cá nâu cá ngát rồi nữa. Đây, đây là cái thùng huyền thoại của mình. Cái thùng mà mình để đi bắt tinh tích, rồi bắt coi khía rồi á. Mình buộc vô cái người đó. Cá có tôm nữa chui đây không? Ở đây chắc có cúm nè, mình thấy hang quá trời luôn á. Má có hang ngon quá, nó chui ra, nó đi rồi. Ý, được con cúm. Nó bò trong mấy cà cá nè, con này nhỏ à. Có cá nè. Ui con gì đó. Mới đụng. Con này con gì? Con gì cúm. Ấy. Ôi. Con cúm. Chiêu này nó kẹp chết rồi. Dạ. Mà nó ổn rồi. Ôi ôi con cúm chà bá luôn. Ôi ui. Chút xíu là nó kẹp má nhìn nóng da rồi. Đây nè. Ngồi xem cúm nè. Ôi cả. Con gì là đây con cúm rồi. Nó nằm trong mấy cái khe đá. Tại nghe trống này người ta phải đá đó. Trời ơi chút xíu là nó quất rồi. Con cúm nó kẹp một cái là trời gầm luôn. Dữ lắm. Nhưng mà mình bắt nó lên nó liền cô. Thank you.
cho con nữa. Có mấy anh em ở sớm nữa mò đằng kia kìa, để em lại đẳng coi mấy ông mò coi có gì không nha. Đây nãy giờ bắt được mấy con cúm rồi, cúm cho cá vậy. Trời ơi, được con cúm có chồng luôn. Quần còn cũng chài. Ừ, quá trời luôn. Lấy chạy dở lên. Bộ đi chui đây dữ lắm hả? Ừ, ngậm dưới. Đứa chạy đây. Đâu? Cái vườn kia là qua. Bao rồi hả? Bao rồi mà giờ đưa cái vườn dưới kia lần lần vô mé, lần lần vô trong á. Thì cứ như nãy đó. Có gì không nếu? Cứ được 5-6 con cúm không mà không thấy cá. Thì chưa hiểu. Chưa ông nội. Nào, tối nãy giờ cá mắm gì là bắt được như đâu. Trồng được mấy cá. Ủa, cũng ngon nè. Cá đối cà phê được lên lắm nè. Ôi, đã chưa. Cà phê, cá đối. Không còn gì mà rạch rạch gì cả. Cá mà lết nữa hả? Hèn chi. Nghe cái tiếng quen quen. Nó lạn cái đục nước. Nó lạn lên cái lỗ này hay gì nè. Ừ. Cái chùa giống hả? Cà phê chùa giống hả? Rồi thì nãy giờ mình mò cũng tiếng mấy mà được có mấy con cúm mà. Tại vì tay không mò cũng khó lắm. Có mấy ông anh ở xóm hồi nãy ông đi thì lợi thấy ông cũng bắt được mớ. Tại em có chài không bao vô mấy cặp dừa thì cá nó dễ bắt hơn. Thì mình bắt tay không nó hơi khó, bắt được có mấy con cúm thôi. Thì chắc có lẽ bây giờ mình sẽ đi về. Chút xíu nữa chờ tối rồi mình sẽ đi bắt mớ bà khía. Mình sẽ về làm mắm hoặc là mình giam làm cái gì đó để dành ăn cơm nha. Thì cái clip mình sẽ nấu cái clip bà khía luôn. Mình đợi chút xíu nữa mình về mình ăn cơm đó rồi. Mình đợi chờ tối cái mình đi bắt bà kia luôn. Đây hồi nãy giờ mình bắt được mớ cúm nè. Như là 5-6 con gì đó. Có mấy con bự. Đó, con còn bự ghê luôn. Không, nó được coi được 6 con. 6 con mà được 4 con lớn, 2 nhỏ. Đó, được có 6 con thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về ăn cơm cái mình đợi khoảng chắc hơn nửa tiếng nữa chờ tối rồi. Bây giờ cũng 5 giờ 5 mấy rồi. Vậy con còn bự quá trời luôn. Cái sắp bò vô hang nè. Úi trời, chạy vô hang con này bự quá trời bự luôn. Sao ta. Rồi được. Rồi. Được. Ý chà. Cái con này. Con này bự khủng khiếp. Lên này. Chút xíu này. Mất luôn rồi. Rồi ta kẹp vô qua tay nè. Trời ơi, nó bự. Đó. Trời. Còn dồi, sức cạn luôn nè. Con đầu tiên, đầu nó chà phá lửa luôn. Sức cái cạn. Đây không được bắt giò, hôm nay mình bắt vớt rồi thôi. Có hồi qua cái đoạn kia mới nhiều. Mình đi tiếp cái đoạn mà hả mà mình đầy thùng á. Đây con còn bự quá trời luôn. Khổng lồ luôn. Trời ơi, đây nè. Má ơi. Trời ơi, bà kia nè. Đó, khủng khiếp luôn. Vô. Giờ mình sẽ đi tiếp cái đoạn này hôm mình đi tới đây cái mình lên nè. Bữa đi tới đây đầy thùng. Hôm nay mình sẽ đi tiếp cái đoạn này. Mà còn sớm quá, làm như nó còn trong hang nó chưa ra sao, hồi nãy giờ thấy nó cũng ít. Cái này mình phải dòm nghĩ kỹ, nó giống như đất nè. À, đây con còn đây đặt ngồi theo đó này nằm
một cái. Đây. Nặng ra túi. Thấy con bự quá trời. Trời ơi. Cái gì mà xảy vậy? Còn sắp bỏ vô hàng, mình phải chặn hàng lại lẹ. Trời con này bự khủng khiếp luôn. Trời, được rồi. Cái hàng này cũng cạn. Mặt uổng ghê luôn. Rồi xong. Quá trời luôn. Nè, còn càng nè. Đó, bự chưa. Bữa nay ba khí nó không nhiều như hổm, làm gì nó có ngày nó ra nhiều hay sao. Bữa mình chụp quá trời, chụp không kịp luôn. Mà bữa nay nói chung có nhưng mà thưa thưa không. Bữa nay mới thấy con đâu đây không kịp. Thật đập vô nè con. Chuẩn bị nó vô nè. Chuẩn bị nó chạy vô. Đó, chạy. Đây. Đây, cái này là bự quá nó mới. Nó mới chạy vô cái này đi. Rồi, đúng rồi. Anh ở trong đây nè. Mình chạy bá đi. Đó, trời ơi. Con nào cũng thấy hết hồn luôn. Vàng ròm. Ủa, tím. Người xem người thiết nè. Trời ơi. Quá đã luôn. Nhớ dần dần đi kỹ hàng, móc cái hàng này vô. Này có con nhái nè. Nhái nè. Ôi. Nhảy. Được nhái nè. Nhái này tháng mưa nè, mình đi sôi nè, mà bự lắm. Nhái này nó còn nhỏ, bắt luôn. Nhái này chỉ ăn thịt nó già lắm nha. Như rừng. Đây, nãy mình bắt đây. Thì tầm như đây chờ cỡ 2 kg. Mà được vừa bự không nha. Bữa nay đem một thùng trà bá lửa luôn, mua thùng 20 lít nè. Trời đất ơi, mà bắt có 2 kg. Mà bữa mình mua, mình lấy cái thùng nhỏ 5 lít. Nhưng mà bắt được 5 kg. Bữa nay quất cho cái thùng 20 kg. Bỏ tên nó tính trước, bữa hôm qua thiệt tình. Và bây giờ như đây cũng đủ ăn rồi, cỡ tầm 2 kg đó, mình sẽ đi về. Sáng mai cái mình sẽ lấy những con côn cúm với con ma khí này mình sẽ làm món ăn cho người xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nha. Rồi đây là cái số ba khí hồi tối mình đi bắt được đây. Tối tới đi bắt nhiều á, mình sẽ về mình làm mắm để dành ăn cơm qua cái mùa dịch này. Nhưng mà tối bắt được tầm ký mấy 2 kg nha. Đây, bự không nha. Rồi con nào mấy nè, cũng lộ. Cái này mình cũng nó kẹp á, thì là mình kẹp gì để chắc cú nè. Đó. Còn đây là mấy con cúm mà rất nhiều. Trời ơi, cúm này thôi, ăn là thôi. Chắc không, cái càng của nó nè. Đây, đó, đây là cúm nè. Ui, cái con này nó chết rồi. Rồi mấy con hồi nãy cũng chết hết mớ bao kia, chết mấy con mình giọng nó chặt quá. Con này mình đụng cái này nó cúm là mình nó kẹp một cái nó tàn sát luôn. Rồi thì về tính luôn cúm cái bao kia này chắc cũng tầm cỡ 2 kg. Thì dự định ban đầu mình tính làm mắm nhưng mà cái số bao kia này nó tầm ký mấy 2 kg, nên hôm nay mình sẽ làm cái món ăn chơi thôi, mình không làm mắm nha. Đây thì mình có xả nè, đây là muối cục, mình sẽ làm cái món bao kia hấp muối nha. Đó, mình làm một cái hấp muối mình ăn chơi thôi, chấm với muối tiêu, muối ớt chanh. Mình
sẽ hấp cái số bao kiếm luôn. Bây giờ mình sẽ chài rửa sạch sẽ và mình thử, rồi mình sẽ hấp muối nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho muối hột mình lớp dưới. Mình nở bật lửa. Muối hột mình chải dưới. Đây là sa cây, sa lá. Vô quá. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bao kiếm vô. Nó đều rồi. Này muối là nó thơm dữ lắm, thơm cái mùi xả, cái mùi muối, hấp dẫn chưa? Bây giờ mình sẽ bắt lửa lên nha. Rồi chút xíu nó nóng rồi nó kêu lập 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 lập, mà nó hết kêu rồi là bắt kiến nó chín. Đó, một hồi nó chút xíu nó nổ muối. Rồi thì cái dĩa ba khía hấp muối này cũng đã chín rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn thôi nha. Khi ăn thì mình sẽ uống miếng nước. Đó. Rồi mời mọi người miếng nước luôn. Trong đây có hai loại, này là cúm nè, đây con này bự cho bả luôn, cúm này mình nghĩ sao, còn này ba khía nó vàng đã chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái con ba khía mà mình hấp muối. Hấp muối này lần đầu tiên mình hấp luôn. Thì không biết nó có ngon với luộc hay là sao không? Thì mình ăn mình sẽ nuôi cảm nhận cho mọi người xem nha. Giờ mình bỏ cái này đi. Cắt ra da. Thơm, thơm. Đặc biệt mình hấp xả, hấp muối này nè, nó thơm. Thơm cái mùi xả ghê luôn. Rồi quên nữa. Đây mình có cái chén muối ớt chanh đó để mình chấm. Tính bắt nhiều mà làm mắm ít quá thôi, khỏi làm mắm, mình ăn chơi thôi. Để khi nào mình bắt nhiều thì mình làm mắm sao. Với lại bữa nay mình đi làm như nó không đúng cái ngày hay sao á. Bữa mình đi đợt trước á, lấy cái thùng mà bắt mà nhét vô cái thùng mà không hết luôn, quay về bữa nay mua cái thùng trà bá lửa luôn, lúc cuộc bắt con ký mấy hai ký. Đây mời tất cả mọi người con nha. Mình uống muối ha, nó thơm, rút mùi xả vô thơm, thơm phức luôn. Quen nè, quen thịt hộp lắm. Giờ mình ăn cái con cúm này đi. Nói chung cúm mà kia này mà mình ăn nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi cái mình làm cái khác nhau thì mình sẽ thử cái công vị mà mình hâm muối này mình coi như thế nào nha. Đây nè, cái con này nó giống như là sao ta, nó giống như cua lột vậy ta, mà nó chắc mà. Cúm thì nó ngon nhất là cặp càng. Đây nè, mọi người thấy cặp càng không? Cặp càng là thịt ngon nhất, thịt nó ngọt lắm. Còn với mình á, nói chung là thịt nó không bằng cái càng. Thử này.
mình yếu. Bỏ càng đi, mình ăn sao cái càng đi. Rồi, dứt. Đây, mời mọi người cùng cúm luôn. Cơm chắc ăn thịt nó ngọt. Càng ngon quá. Không có thịt này nè. Cái càng thịt nhóc luôn. Thì mình dự định là chút xíu nữa mình sẽ đi vô Bamano, nhưng mà tại vì mình thấy có chốt mà mình cũng chưa dám mà đi qua nữa, sợ người ta không cho và sợ bị phạt nữa. Tại vì bây giờ xã nào ở xã đó, giờ ấp nào ở đó nữa, thì mình đang ở như tổ 20 đi, mình không được qua tổ 21 gì đó. Bây giờ những con hẻm, những con đường người ta đã chặn hết rồi, không có cho qua rồi đi chợ cũng gì nữa. Bữa nay mình đi chợ như là bữa nay tổ 20 đi chợ thì ngày mai tổ khác đi chợ hoặc là ấp khác đi chợ, chứ mình không có đi đồng sông nữa. Một tuần mình chỉ đi được 3 ngày, bữa nay đi ngày mai nghỉ đó. Bây giờ đi hoặc là đi đâu khó lắm, thì mình nếu chung mình đi không được thì mình phải dán để hết và cách ly 16 này á, giãn cách 16 này thì mình mới đi được. Thì tạm thời bây giờ chắc có lẽ là mình nói chung là có gì mình quay cái đó, thì mọi người có gì mà không ấy mọi người thông cảm nha. Bự nha, nó mới đã. Một bỏ đi. Cái ngoài này mình để ăn sao đó. Bỏ cái càng luôn rồi, chấm với chấm muối rồi mà mọi người con nữa nha. Nó ngọt mà béo. Mấy con cúm mà mới ăn con. Con này có gạch ngon á. Thấy cái càng dít này, này ăn béo lắm. Này nó ngon hơn cái con mà kia. Cái gạch nó béo quê rồi cho. Ngon quá. Con này nhỏ này chắc bẻ cái ngoe đi. Mời mọi người con cúm nha. Thịt nhóc luôn. Rồi sau hai mấy ngày cách ly thì hồi tối mình có đi sâu được mớ bà khía với hồi giặc chiều bắt được mớ cúm, thì mình tính để làm mắm ăn cơm, nhưng mà ít quá thôi mình làm cái món bà khía hấp xả muối để mình ăn chơi thôi. Thì còn mình còn mấy cái giớn nè, còn tới 150 cái lưới rắn, nhưng mình không có đi thăm được, phải đợi hết giãn cách xã hội ngày 16 thì mình mới đi được. Tại vì giớn thì mình mới xuống hai cái mới chát luôn, chưa bắt được con cá luôn, thì mình đặt ở xã khác. Rồi lưới rắn cũng vậy nên mình đặt xa không, mà bây giờ chốt nhiều lắm mình không thể nào đi được, cho nên mình dán hết giãn cách sầu 16 này mình mới đi được. Thì có gì đó mình sẽ quay ngồi xem. Thì bây giờ tạm thời bây giờ thì chắc có lẽ là ở nhà có gì mình quay cái nấy, tại vì bây giờ mình không thể nào đi đâu được hết. Tại vì
hẻm nào cũng vậy á, người ta cũng chặn hết rồi, cũng như là ấp 1, nở ấp 1, ấp 2 thôi, không thể nào qua lại được, cho nên rất là khó khăn. Đó, thì mình tối đi ra cửa một phía đây chia sẻ cho mọi người xem những ngày cách ly ở nhà cho đỡ buồn. Thì mọi người thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Rồi hẹn mọi người các video sau nha. Rồi chào tạm biệt.